Thủ môn Kim Thanh xuất sắc, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh nhận thưởng nóng từ một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sau màn trình diễn ấn tượng ở trận ra mắt World Cup. Tôi vẫn sẽ trao tặng đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 100 triệu đồng như lời hứa với Thanh Nhã và Tuyết Dung trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường. Dù chưa có bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Mỹ nhưng pha cứu thua tuyệt vời của Kim Thanh chẳng khác nào một bàn thắng. Cảm ơn các cô gái Kim Cương về một trận đấu quả cảm. Ông Trần Văn Quỳnh Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF thông báo trên mạng xã hội. Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường dự World Cup 2023, ông Trần Văn Quỳnh hứa thưởng 100 triệu đồng cho mỗi bàn thắng. Trên thực tế, việc ghi bàn ở đấu trường thế giới là rất khó do đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo của VFF, pha cứu thua của Kim Thanh có ý nghĩa không khác gì một bàn thắng. Ở trận đấu ra quân tại World Cup nữ 2023 trước đội tuyển nữ Mỹ, Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm và để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ. Với mục tiêu hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất có thể, thất bại không, ba có thể được coi là thành công. Đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu quả cảm cũng như sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Trong đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh gây ấn tượng mạnh. Phút 42 của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ, trọng tài quyết định thổi phạt đền sau khi tham khảo va, xác định Hoàng Thị Loan phạm lỗi với Sophia Smith trong vòng cấm. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh đối mặt với tiền đạo lừng danh Alex Morgan. Cô đoán đúng cú dứt điểm của đối thủ và xuất sắc cứu bàn thua cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người gác đền sinh năm 1993 tự hào, tôi đã xem nhiều video về đội tuyển Mỹ trước trận đấu này để có thể có những pha ra vào hợp lý nhất. Về tình huống đá phạt đền, tôi đã nhiều lần theo dõi cầu thủ Alex Morgan thực hiện cú dứt điểm, cô ấy hay đá về phía tay phải của tôi. Nhiều đội ở World Cup cũng hay sút như vậy, tôi đã bắt bài được Alex Morgan. Trần Thị Kim Thanh là cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam chơi ở vị trí thủ môn cho Thành phố Hồ Chí Minh Y và đội tuyển Việt Nam. Sau chiến tích cùng đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023, Kim Thanh được Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng huân chương lao động hạng 3. Ngày nơi sinh: 18 tháng 9, 1993, 29 tuổi, Đức Hòa quốc tịch, Việt Nam. Ngày tham gia: 2014 đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, 2009 câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh Y. Các huy chương vàng bóng đá tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 nữ. Các đồng đội Huỳnh Như, Phạm Hải Yến giải thưởng, quả bóng vàng Việt Nam, quả bóng đồng nữ, đề cử, quả bóng vàng Việt Nam, quả bóng vàng nữ. Các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh và đừng quên để lại bình luận nhé.